Từ đầu năm 2014, thì Ngân hàng Nhà nước đã khẳng định là Bitcoin và các loại tiền ảo khác không phải là tiền tệ và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Cơ quan này cũng cảnh báo là người phát hành, cung ứng, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo sẽ không được pháp luật Việt Nam bảo vệ. Mới đây, trường đại học FPT tuyên bố có thể sẽ chấp nhận cho sinh viên nộp học phí bằng Bitcoin. Ông Lê Trường Tùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT cho biết, nhà trường mong muốn thử nghiệm sử dụng Bitcoin như là một công cụ phục vụ mục đích nghiên cứu trong trường. Trong phiên trả lời chất vấn của Quốc hội chiều ngày 16 tháng 11 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam. Thì quan điểm của Ngân hàng Nhà nước thì báo cáo với đại biểu là chúng tôi đã có ý kiến rất nhiều lần và có rất là nhiều các thông cáo báo chí để nói rõ quy định pháp luật hiện hành. Bitcoin không phải là đồng tiền pháp định và Bitcoin không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy, tất cả những cái giao dịch mà sử dụng đồng Bitcoin làm phương tiện thanh toán là không đúng theo các cái quy định của pháp luật hiện hành. Trong khi chưa có quy định mới cụ thể về Bitcoin cũng như các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số thì việc sử dụng tiền ảo làm phương tiện thanh toán là không hợp pháp và có thể phạt từ 150 đến 200 triệu đồng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc giao dịch Bitcoin thì tiềm ẩn nhiều rủi ro và đặc biệt là không được pháp luật bảo vệ. Do đó thì như nhiều lần trong thông cáo báo chí, Ngân hàng Nhà nước đã khuyến cáo, thì Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo các tổ chức, các cá nhân không nên đầu tư và sử dụng Bitcoin. Bitcoin là một trong những loại tiền ảo hay còn gọi là tiền điện tử. Đây là sản phẩm của các thuật toán rất phức tạp. Dữ liệu được mã hóa bằng những máy tính đặc biệt kết nối với mạng Internet. Loại tiền này không phải do cơ quan nhà nước hay chính phủ mà là các tổ chức, cá nhân, lập trình viên phát hành không thông qua sự kiểm soát của các ngân hàng trung ương và không được sự bảo lãnh bởi tiền mặt, vàng hay các tài sản có giá trị khác. Vâng, khác với dạng tiền tệ truyền thống thì Bitcoin dựa trên công nghệ số và giá trị của nó được đo bằng công suất khai thác công nghệ để tạo ra, tồn tại trên không gian mạng như là một tài sản số hay còn gọi là tài sản ảo. Đây là một hiện tượng công nghệ đang được nhiều trường đại học trên thế giới tìm hiểu và nghiên cứu. Vậy thì Bitcoin đang tồn tại và lưu hành ở một số quốc gia trên thế giới như thế nào? Và vì sao họ lại chấp nhận Bitcoin như một phương tiện giao dịch trung gian trong khi hầu hết các quốc gia khác lại không chấp nhận? Phóng sự sau đây phần nào sẽ cho thấy câu trả lời. Tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới hiện vẫn chưa thừa nhận Bitcoin.